chào quý vị và các bạn tiếp tục đến với vòng thi đầu tiên, đó là trang bị. Ở vòng thi này thì bắt buộc đội thua phải đổi người rồi. Thùy Trang là thi lực đúng không? Bây giờ bắt buộc phải đổi lại. Tiết Cương là thi lực, Thùy Trang là Thùy Trí rồi. Còn ở đây có đổi không là quyền của huấn luyện viên và hai bạn thôi. Mình đang thế thắng, không cần đổi. Ở vòng chơi này chúng ta sẽ thi về trí. Cứ mỗi một câu trả lời đúng chúng ta sẽ được 10 giây để dành cho người bạn của mình để thi về lực. Phần chơi lực thế nào? Mời mọi người hướng về màn hình. Ở thử thách thứ hai, sau khi người trí tuệ tích lũy thời gian từ các câu trả lời chính xác, người thể lực sẽ trải qua thử thách ném banh vào lưới. Trong thời gian cho phép, người thể lực sẽ phải ném được thật nhiều banh bóng bàn vào lưới của chương trình. Lưu ý rằng, mỗi lần thực hiện chỉ được ném một quả banh thôi nhá. Mỗi trái banh vào lưới đúng luật sẽ được tính 10 điểm, tương đương với 500.000 đồng tiền thưởng. Vì thế, hai đội cố gắng rủng rỉnh túi tiền sau phần thi này nhá. Và bây giờ thì xin mời cả hai bạn thi trí bước ra cùng với Quyền Linh. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên em ơi. Bây giờ thì Đại Ngọc Trâm và Thùy Trang, các bạn nghe Quyền Linh đọc câu hỏi, bạn nào biết thì nhấn chuông trả lời ha. Chuẩn bị, câu hỏi bắt đầu. Khi bị vấp, người ta vồ cái gì? Ếch. Chính xác, vồ ếch. Ráng lên, tiến lên xíu, tiến lên xíu. Con gì luôn sống không chết? Con gì? Con dao. Chính xác. Anh sinh năm 2000, em gái của anh sinh năm 2002, em trai của anh sinh năm 2006. Hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi? 3, 2, chính xác. Loại mơ nào dễ vỡ nhất? Mơ mộng. Đúng rồi. Diện tích một hình vuông là 100 mét vuông, thì cạnh hình vuông đó là bao nhiêu mét? Bao nhiêu? 3, 10, 10. Chính xác. Đồng gì mà cả thế giới đều có? Đồng gì cả thế giới đều có? Đồng tiền. Đúng rồi, đồng tiền. Áo dài nâu, nâu ống chuốt, râu dài vượt, cao quá đầu, suốt ngày ẩn náu khe sâu, chờ tối người ngủ rủ nhau ăn vụng, đó là con gì? Dán. Đúng rồi. Có bao nhiêu diễn viên gốc Việt tham gia diễn xuất trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, The Last Jedi? Hai. Đúng rồi, chính xác. Hai. Trời đã sinh du sao còn sinh lượng, đó là câu nói đến nhân vật lịch sử nào? Chu Du và Gia Cát Lượng. Đúng rồi, nói đến nhân vật lịch sử nào là đúng. Nếu trả lời Chu Du không là không có đúng. Con gì không xương mà vẫn đứng được? Con gì không có xương mà vẫn đứng được? Con gì? Đúng. Đúng. Chính xác. Một cái bể có thể tích là 2 mét khối, cần bao nhiêu lít nước để đổ đầy cái bể đó? 2000. Nhiều. 2000. Chính xác, 2000. Hoàn thành câu tục ngữ sau: chấm chấm chống, chấm chấm chấm, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Dù ai nói ngọn nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Chính xác. Ôi ơi, có nói nhanh quá. Quốc gia nào có tên ngắn nhất? Ý. Chính xác. Hay quá. Từ 0 tới 99 có tất cả bao nhiêu số? Giờ score vậy? 100. Chính xác. Cái gì đựng 4 biển 5 châu? Cái gì mà đựng 4 biển 5 châu? Cái gì? Quả địa cầu. Đính, đúng rồi. Ca khúc chủ đề trong phim điện ảnh Mẹ Chồng tên gì? Cánh Hoa Tàn. Đúng rồi. Cái này hai chị phụ nữ dễ biết nè. Một phân vàng bằng bao nhiêu chỉ? Bao nhiêu? 1/10. Đúng rồi. Một lượng vàng và một cây vàng có bằng nhau không? 3. Bằng. Chính xác. Hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết là câu nói nổi tiếng của nhân vật nào trong Thần Điêu Đại Hiệp? Lý Mặt Sầu. Lý Mặt Sầu. Đúng rồi. Đố ai trên bạch đằng giang làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời, phá quân Nam Hán tơi bời, gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai? Có Quyền.
Đúng rồi. An có 12 viên bi, bình có số bi gấp đôi An. Chi có số bi nhiều gấp 3 bình. Hỏi Chi có bao nhiêu viên bi? 36. Sai. 24. Trời ơi. Cho qua. Trong phim Kiếm Hiệp, mỗi khi chủ nhà muốn mời ai đó ra về thì sẽ nói câu gì? Bắt đi. 3, 2, 1. Chia tay. Tiễn khách. Đúng rồi. Ở đây bấm tiễn khách trước nè. Ở đây nói trước. Anh đây 3, 2, 1 không trả lời được. Bên đây trả lời. Trời ơi. Câu nói trong quảng cáo của mọi loại sữa bột là gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và trẻ người trẻ nhỏ. Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và trẻ người trẻ nhỏ. Đúng rồi. Nói gì mà nói dữ vậy? Để cho bên này người ta nói đi chứ. Lòng tiếng câu đó mà. Thứ gì đi rồi không lấy lại được? Thời gian. Đúng rồi. Yes. Đưa tay tập trung, tập trung. Làm sao cho một con voi vào tủ lạnh? Mở cửa cho vô tủ lạnh. Đúng rồi. Như vậy là sau thời gian cố gắng nỗ lực dành nhau bấm chuông thì đội của Quốc Thuận nhận được 17 điểm tương đương với 170 giây. Yeah. Và đội của Phương Thanh nhận được khá nhiều, đó là 7 câu trả lời đúng, nhận được 70 giây. Nhiều quá, xuất sắc là 7 là xuất sắc rồi. Và thời gian của các bạn nhận được đó chính là thời gian để hai thành viên còn lại thể hiện lực của mình. Chúng ta đang đến với phần thi lực dành cho hai đội. Hồi nãy thì thành viên của mỗi đội đã dành lấy thời gian của mình rồi. Mà đội ít thời gian nhất đó là đội của Đại Ngọc Trâm và Hoàng Mèo. Có 7 câu hỏi trả lời đúng được 70 giây. Ông ít thì vẫn làm cái ghê. Rồi chuẩn bị. Mỗi lần được một cái thôi nha. Cầm có thể được nhiều cái nhưng mà mỗi lần thảy được một cái thôi. Chuẩn bị. Thời gian của Hoàng Mèo có 70 giây. Bắt đầu đếm ngược. 2, 3, 1. Vô. Bắt đầu. Đấy, đấy, hay quá. Vô. Bốn thôi. Gắn lên, còn có 50 giây nữa thôi. Vô, vô. Đâu. Vô rồi. Vô, vô, vô. Vô, vô. Vô, vô. Vô, vô. Vô luôn. Đến. Nhẹ thôi, đừng có mạnh, mạnh nó bị dội. Vô. 11. Qua, qua ngoài ơi. Còn 20 giây. Từ từ. Từ từ. 12 rồi. Này già. 13. Vô luôn. Nhanh 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 nhanh. 2. 1. Dừng. Ok. Hay rồi. Hai. 4. 13. Và số tiền thưởng của Hoàng Mèo Đại Ngọc Trâm là 6.500.000 đồng. Đội Phương Thanh đã có 6.500.000 rồi. Bây giờ tới đội của Quốc Thuận. Thử xem Thiết Cường có tài lấy được bao nhiêu tiền đây. Mỗi trái banh là 500.
như em vậy? Ra ngoài, ra luôn chứ Cường đừng có dùng. Hai con tay nó dài. Trời ơi, quá trời mà không. Kỳ quá Cường ơi. Ráng đi Cường, vô rồi. Còn 40 mấy giây nữa hả? Nó đừng có vô. 1 phút mấy nữa vô Cường luôn. Ơi. Trời vô ơi, rồi. Vô hoài vậy. Hay quá. Tăng tốc đi. Lên, tăng tốc lên. Còn là 1 phút 16 giây. Còn lâu lắm Cường. Ra ngoài hết luôn. Vô, vô. Đừng có vô gì hết, nó ra ngoài hết. Vô, vô, vô. Trời ơi, thôi. Vô. Ra hết đi chứ Cường. Đúng rồi, ra ngoài. Vô. Đừng có vô lưới. Vui. Đó đúng rồi. 48 giây nữa. Trời ơi. Trời, trời ơi. Vô. Trời ơi. Trời ơi vô. Vô. Sao vô hoài vậy? Ra ngoài. Ra ngoài. 36 giây nữa. Ra ngoài. Vô. Ra ngoài. Vô. Ra ngoài. Vô. Trời ơi. Ra luôn. Cậu đừng có ra. Cậu đừng có ra luôn. Ra ngoài luôn. Đúng rồi. Ra hết luôn. Ra ngoài luôn. Vô. Vô. Ra hết luôn. Hàng ngàn trái banh. Ba. Vô. Hai. Vô. Một. Vô. Hết rồi. Mệt quá. Xích ra, xích ra. Xích ra để tôi bảo vệ cái khung thành này, tiền nhiều quá. Hai. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31. Mừng đi, mừng đi. Trời ơi, nhiều quá. 31 cái 15.500.000 đồng. Wow. Đối với chương trình Trí Lực Sánh Đôi thì các cặp đôi nếu mà hiểu với nhau mà có lực có trí nữa thì thôi, tiền nó nhiều vô cùng tận luôn quý vị. Bây giờ chúng tôi sẽ tổng kết số tiền của hai đội. Đầu tiên là đội Phương Thanh đã nhận số tiền là 11 triệu đồng. Và đội của Tiết Cương đến thời điểm này thôi nha, đã có 17 triệu đồng.